Chào cô chú anh chị của bạn nhé. Hôm nay có ghé đến vựa sầu riêng của anh Thanh quay vui sầu riêng giới thiệu đến cô chú anh chị của bạn cùng xem. Bây giờ anh đang khui sầu riêng cho sách khách quá trời. Gần 45 rồi. 160.000. Khách giờ mua rất đông. Thử không em? Thử đi để con đâu mà chèo, chịu trách nhiệm nha. Thử đi muối luôn đi. Bao ăn bao đổi. Lớn hai giấy tịch. Áo nè, có ai mình xin áo luôn. Em ăn. Rồi, ăn xí lúc rồi nghe không? Vậy sao nghe sao riêng lại chết tôi luôn vậy? Em ăn nhất sao? Ngon đúng không? Ok em ăn. Vừa sầu riêng đây bán từ 9 giờ sáng cho đến 22 giờ nhé. Cô chú anh chị bạn đi mua thì mình cứ ghé đây mua, tối vẫn bán. Anh Thanh, có dự tính bán xuyên đêm không? Có, bán tới 11, 12 giờ đêm anh. À, bán 12 giờ đêm đó. Bữa trước là bán đến 10 giờ, bữa nay tăng thời gian lên rồi đó. Đây có thêm hai cao thủ khui sầu riêng nữa cả nhà. Hết hồn. Chắc do đường này đông quá, kẹt xe. Mà não hả? Bữa nào mà đi làm về về khỏi mà đi nghe cái xe đó là vô bệnh viện luôn. Bữa nào mà còn mày chịu chiều bị chết. Vợ anh Thanh bên đây không qua đây thu tiền nữa hả? Đuổi đi rồi. À đuổi hả? Ghê vậy. Liều thế. Ghế massage. Ghế massage. Chăm sóc 9.000. Nữa chứ ngon chứ chú. Con vui ăn bán bao ăn mà không ngon đổi cho khác đi tập. Bao ăn bao bồ muối. Cô lên chơi lấy cho chú hai cái nhỏ đi, nó sẽ ngon một cái bự. Tên xin. Cái nhà theo khách là đông. Ồ. Của cô là 352.350 nha cô. Dạ. Nè cô thử nguyên muối luôn, lấy nguyên muối đi cô, lấy nguyên muối thử luôn. Không ăn được hả? Bà đâu có ăn đâu, chú mua cho ăn, chứ bà có ăn đâu. Con bán luôn bao, cô yên tâm đi cô. Có muối thì nhỏ nhỏ không hả? Cái nhỏ thì lúc nào muối nhỏ. Nhưng mà bao cho chú là hai cái này là đầy vào một hộp chung luôn á. Nhỏ mà nó muối nhiều. Nhỏ mà lợi hại đó, thấy là muối nhiều.
sầu riêng là rất nhanh các bạn nhé, điêu luyện. Ui, sầu riêng đẳng cấp Việt Nam. Mua toàn hai trái không ạ? Mà trái sầu riêng nhỏ nhỏ. 3, 2, 3, 3, 2, 3. Nhỏ mà trái nó rất tròn đấy cả nhà. Múi rất nhiều. Anh khui sầu riêng chắc nhanh nhất Việt Nam quá. Không dám nhận hả? Không dám nhận chứ, không phải nhanh nhất Sài Gòn. Sài Gòn chưa đâu, cũng nhiều người ta khui nhanh lắm. Tại quen tay thôi. Dạ. Yeah. Thấy khui gọn gàng và sạch sẽ. Đang lựa cho khách cả. Okay. Khui là ship đi cho khách các anh, khách đặt trên mạng này. Có nhân viên bên nào đến lấy đi. Không cho mặt đại, không cho không đấy, không có lấy tiền hả?
trời giờ đang mưa này. Ok con dê là phải không chị? Ok con dê, anh biết tại sao thấy đồng hương mà trộn thọ liền. Dạ. Cảm ơn chị. Chỉ cần nhìn tách ra là biết là trái ngon rồi đó. 235 nghìn. Sầu riêng chín hóa rồi này. Nhỏ lấy hai cái chị. Chín hóa mình bán bao nhiêu tiền một ký đây? Dạ hiện tại em bán giá 90. 90 ngàn một ký. Nhưng mà do trái này là chiếu ép khuôn nhà. À 70. Chín quá. Chín hóa chứ không phải là chín quá nha. Cái loại này thì nó không khô được. À nhiều người nghe chín hóa tưởng chín quá, thế ta thấy cái mũi nó nháo nháo. Không nói mà cứ chửi vô duyên phải không? À cái đó là cái gì? Em cho thêm chị được không? Không, đừng bỏ vô, nó đi, cái nhỏ nó đi.
Không biết à, có đâu biết sao đâu, đâu dính đâu. Không phải, tại vì lấy cho cô Sài Gòn dấu yêu đăng anh hàng anh Thanh nhỏ cái gì khui sầu riêng gì đó. Đúng rồi, hàng anh Thanh nhỏ mà. À. Không chỉ đi bữa đó là hàng nhỏ thôi, nhỏ thôi, tay thôi. À. Bữa là về toàn sầu riêng nhỏ nha, hàng nhỏ chứ không có ý đồ gì nhá cả nhà. Lúc nhỏ lúc to nha mày. Dạ. Hay là anh Sáu mà ngày mai nó lại to. Chắc. Ngày món cái đợt này hàng nhỏ. Trời to quá. Để cái đó hơn 3 kg nữa cả nhà. Thích ăn khô hả? Cái này chín cây thôi ướp. Cái này đi cái đâu.
chả này mũi to. Đó, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú chị các bạn rất nhiều nhé.